Em tên là Nguyễn Đỗ Hàm My, lớp IEK43. Em sẽ trình bày về chủ đề đạo dừa khuyến khích Tantra sex đúng hay sai. Trước khi phân tích đúng sai, chúng ta sẽ sơ lược về một vài thông tin cơ bản về Tantra sex và đạo dừa. Đầu tiên, tìm hiểu về Tantra sex. Tantra là một từ bắt nguồn từ tiếng Phạn cổ, được dùng để nói về sự kết nối, bao gồm cả kết nối với chính bản thân và kết nối với nửa kia của mình. Tantra sex là một hình thức hoạt động tình dục có nguồn gốc ở Ấn Độ và tồn tại hơn 5.000 năm. Đây là một hình thức tình dục chậm rãi, mang tính thiền định, cần sự cộng hưởng nhạy bén của tất cả các giác quan. Trong đó, mục tiêu cuối cùng không phải là cực khoái, mà là tận hưởng cả quá trình tình dục và cảm giác của cơ thể. Khi quan hệ theo kiểu Tantra sex, bạn và đối phương sẽ học được cách nhận thức về cả thể chất lẫn tinh thần, chia sẻ với nhau năng lượng để sự gắn kết tiếp tục phát triển ngay cả sau khi kết thúc quá trình thân mật. Tiếp theo, tìm hiểu về đạo dừa. Đạo dừa là một tôn giáo do ông Nguyễn Thành Nam sáng lập tại Bến Tre. Đạo dừa chủ trương hòa đồng tôn giáo, tổng hợp nhiều tôn giáo. Ông được sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có, nhiều quyền thế. Ông được thừa hưởng rất nhiều quyền lợi và được tạo điều kiện đi du học. Ông trải qua quá trình tu hành ngày đêm tịnh khẩu, chịu đựng gió sương nhưng chỉ ăn trái cây là chủ yếu. Năm 1963, ông đã đến Bến Tre và xây dựng chùa Nam Quốc Phật, tại đây thành lập ra đạo dừa. Về phương pháp tu đạo, là mọi tôn giáo khác nhau đều có những giáo lý tư tưởng hành đạo khác nhau. Thế nhưng khi nói đến đạo dừa, người ta thường liên tưởng đến một giáo phái với những cách tu đạo rất khác biệt và cũng vô cùng huyền bí. Ông tự xưng là quyền thiên nhân lãnh đạo thích hòa bình, tuyên bố theo cả ba tư tưởng là Nho, Phật và Lão. Đạo của ông không cần tụng kinh, gõ mõ mà chỉ cần ngồi tham thiền và ăn chay, tưởng niệm. Một điểm chung mà tư tưởng hành đạo của ông giống với các tôn giáo khác là khuyến khích người đời sống tôn trọng lễ nghĩa, yêu thương nhau và cư xử hòa mực với nhau. Ông đã tạo và truyền bá nội dung đạo bất tạo con. Phương pháp này có nghĩa là nam nữ trần truồng ở chung với ông, dưới sự giám sát của ông nhưng không ai được phạm tội ăn trái cấm sẽ bị phạt tù từ 10 năm đến tử hình. Ông thường vận động các đệ tử hiến con cái làm tín đồ, đặc biệt là với những nữ còn đồng trinh thì càng tốt trong việc làm mẫu để người khác tin tưởng. Từ những điều trên, ta có thể thấy được sự khác biệt về đạo bất con và Tantra sex. Đạo bất tạo con thường sống tập trung đông người, nam nữ trần truồng ở với nhau nhưng không được phát sinh quan hệ, vì đó là điều phạm tội. Còn đối với Tantra sex thì quan hệ tình dục chiếm 20%, còn 80% là nghệ thuật sống đối với một vợ một chồng hướng đến mục đích cuối cùng là sự thăng hoa cả về thể xác lẫn tinh thần và sự hòa hợp giữa hai cá thể với nhau. Tantra không hoàn toàn thẳng thắn nhưng không bao giờ khuyến khích khoái cảm nhiều người. Tantra sex là hoạt động tình dục mang tính nghệ thuật cao. Vì vậy, những người thực hiện Tantra sex phải trải qua quá trình luyện tập cả về thể xác lẫn tinh thần nhằm nâng cao độ nhạy của các giác quan. Quan hệ tình dục không phải là điều xấu. Nó không chỉ là một hoạt động liên quan đến thể chất, mà còn là quá trình nuôi dưỡng tinh thần. Từ những điều trên, ta có thể đưa ra kết luận chưa thấy có sự tương quan giữa Tantra sex và đạo bất tạo con, nên việc đạo dừa khuyến khích Tantra sex là sai. Về những quan điểm và tư tưởng của ông Nguyễn Thành Nam có thể gây ra nhận thức lệch lạc cho người dân. Điều này xuất phát từ những căn bản không hoàn toàn rõ ràng và không có cơ sở vững chắc về lý luận tôn giáo. Sự khác biệt hoàn toàn về những thứ mà Tantra luôn có và đã được công nhận từ hàng nghìn năm. Phần trình bày của em đến đây là hết.